Hôm nay á, mình sẽ ngồi đây phải tận hưởng cái gió thoải mái luôn. Ngày hôm nay nha. Có một chiếc xà lan các bạn ơi, có một chiếc xà lan nhỏ nha. Hiện tại có một chiếc xà lan nhỏ. Cái gì vậy? Dạ. Dạ. Đây là wifi không? Thôi.